Thấy Dũng này có cá ở nhà đấy, bắt có không? Rồi cái nhà theo chân em bắt cá nha. Dạ mời chú hôm nay đi bắt cá. Rồi hôm nay nghỉ học đi bắt cá với cha nha. Dạ. Nước ra ngoài vườn nước ăn. Đây, đây đây anh ơi. Nè nè. Cái không phải anh. Rồi cha điện nữa. Cỏ quá cỏ luôn anh. Cỏ quá ha. Con đi xích lên cha đi rồi. Cá Huy Thành ơi. Mấy Huy à? Huy à? Gì vậy ta? Đây. Đúng không? Xin chen cho má điện lên con. Chết rồi. Chết rồi, bói. Rồi. Nó chơi bắt không được. Nước nhiều anh. Nhiều ơi. Không bắt hả? Rồi không bắt bắt đi. Con thích bắt cá hả Thành? Con thích bắt cá lắm hả? Đúng không? Rồi đó Thành, Thành cá chạy đó Thành. Cá chạy đó không? Ừ kỹ lắm. Ôi. Nóng rồi quá rồi. Rồi con đi sao? Hàng ha, hàng hàng. Đó, thấy không? À. Anh, cái gì? Nó lóc nhỏ. Đây. Thấy Thạch. Dạ. Hỏi vô. Có hàng. Không có. Có. Đây nè. Ồ, đây nè. Hàng nè. Đó. Sao được em, không mọi người đâu được ấy được. Hàng sầu quá nha anh. Đó, đó, đó. Có không? Không. Cái gì anh? Ô, cái cá cái thành 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 cá ngu cái sạc quá trời vậy thành 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 đúng không cái thành cá quá trời khác kìa. Cái gì anh đưa cho thành ê đó đúng không hả?
đưa đây bỏ vô con. Có sạc. Con nào nó không? Dạ. Nó đã. Cái gì anh? Wow. Cái chế anh. Chế. Ra mở vô cái con. Cái chế ngon quá anh. Cái gô kìa, cái gô động. Đây, đưa nó nha. Đưa túi cho bây giờ. Vậy thì sao anh? Vậy mới được mấy cá này nướng được rồi. Ồ, cá chê này ngon quá. Nhiều lắm quá. Cá nãy em bắt về mặn cũng xong cả nhà. Em còn miếng thịt em sắt lại đây, em mốt hồi em nướng. Cái cây gãy em nướng trải nghiệm bữa rồi. Mong cả nhà thấy cái clip này hay rồi đăng ký ủng hộ đình em nha, để em có động lực làm những clip tiếp theo mà trải nghiệm ngoài đồng ngoài vườn nữa. Clip đầu cá lóc kiến rồi đầu mà cả nhà mà đăng ký ủng hộ với xem là mình mừng lắm, mà có động lực làm clip tiếp theo nữa. Em để muỗng muối. Ngọt. Tỏi em xấy em để vô cho thơm. Để anh em cho chút chút xíu vô cho nó có thơm với tạo màu. Ít thôi chứ không nhiều. Nửa bịch. Giờ em thấy thịt dám thập từ để riêng cái nhà. Để thấm vô đây hồn. Mặn. Ngon quá. Đó, đó. Để đây đi. Để đây thấm đi hồi rồi. Gia đình em đi ra vườn ngoài nướng. Mời cả nhà đi cùng gia đình em nha. Rồi, để đây thấm. Chào cả nhà. Nay gia đình em trải nghiệm ra vườn nướng cá ăn nha cả nhà. Đây này có chuẩn bị nè cả nhà. Cá cũng ốp sẵn rồi nè. Than nè. Đây thì cái nồi em coi nãy lửa trong nhà múc lấy luôn. Đấy thì để anh coi nó nhóm lửa. Mẹ giúp đỏ. Khói luôn kìa. Từ từ cái đốt. Mẹ có giúp đỏ ra mẹ. Dở quá anh. Dở ngay nè. Có cái nhà. Xem cái nhà ủng hộ nghe nè. Trời. Xin tồn con thấy em chết hết hả? Rồi để mẹ gọt căng ra đâu mẹ? Thời gian cho nhúm lửa. Nhưng mà ra bắp bé con, bé con đi. Chị mít rồi, chị mít rồi mà. Rồi mẹ chị mít cho con, mấy đứa con ăn luôn. Lấy thành hái mít chín nè. Ồ ngon quá nè hả? Rồi nước. Con cho ăn. Con ăn hả? Dạ. Rồi. Rồi nè, mất mẹ lột rồi nè. Mấy đứa thái hành lột ăn đi rồi. Thời gian đợi cha nướng cá chín rồi mình ăn. Wow, ngon quá. Rồi. Con ăn. Để mẹ đem qua cho cha. Quay. Nè, lột mít ăn mẹ khỏi lột từ muối nhanh hết rồi. Dạ lắm quá nè. Ngon ngọt quá. Dạ. Mày quay.
ngon lắm, mít ngon lắm. Ngon. 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 Tại cái lò này không có hơi á. Đó mình phét con lỗ em. Khó quá anh. Con lỗ con khó. Con trai luôn. Đây đúng rồi. Chích cho em bé nha. Em. Em mới lọc. Đây. Nó sinh tồn một bữa rồi. Tồn luôn. Ừ. Không tồn nó chịu hết cha. Chịu ở tại mình hồi sáng bắt cá đó con. Anh mất anh. Ngọt quá. Ngọt. Vừa nha. Ăn mít no rồi, hồi cá khỏi ăn nè. Con cá. Con cá hả? Mít ngọt quá ha. Mít ngọt hả? Mít chín cây nè. Chín cây với ngọt. Cũng hên anh này có chín chín ra thôi. Rồi. Cái dốc phá à. Rồi. Rửa nóng cả nhà bắt bếp lên nướng. Cá ngon quá ha con. Ủa thịt đó. Thịt đó. Nước thịt cho tụi con ăn luôn. Con. Chua quá chứ. Dạng ha anh. Thơm quá. Hấp dẫn quá. Thơm quá ha. Ừ. Thi nghe thơm Thi. Ôi ôi. Dạng thật luôn á thắng. Quá im rồi. Nứt da luôn kìa. Hay à. Chị em đi hái chanh mình làm mình chấm với muối vậy. Chị chanh ấy anh. Ừ, nói con đi đi. Để em đi lại đi, em hái chanh. Anh nướng. Anh nướng đi, em đi hái chanh. Trời. Coi. Nè, hái chanh chấm tiêu luôn nha trời. Chanh nó khô quá. Trái nó không được lớn, trái nhỏ quá. Trái thôi đó thôi. Ờ, trái thôi. Trái, 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 Thành chứ chanh, Thành thấy không Thành? Thành tới không con? Tới. Tới không? Còn có nè. Quá ngon luôn ha là Thành. Ngon hết thời ngon cái nhà hay hết luôn rồi. Thơm quá thơm anh. Sao Thành? Ngon chưa ăn sao biết ngon. Đây nhìn là ô rồi anh để bên đi anh, cái mình để thêm vô bình thành, mình để thịt lên nước luôn nha anh. Ừ. Thắng thấy ngon quá thắng à. Thịt lên nước quá lẹ lẹ không được em ơi. Thịt mình sắc cũng mỏng quá đó, thịt sắc mỏng quá thì nướng. Quá ngon. Thấy không Thành? À, trà nướng cá cá lồng kiến cá xoay bọt luôn. Xoay bọt luôn nghe thấy không? Cá chê đi. Cá chê luôn hả con? Cá chê cũng xoay bọt luôn à. Chê con này nữa. Em miếng anh hai miếng. Ủa 4 miếng. Ừ, mà muốn ăn thì ăn. Cá chê cho nướng cho mình tụi con ăn nè. Chết con nè. Mà qua đây. Ồ, miếng thịt nó vàng ươm ngon quá. Qua đây ba. Thơm nha, mùi thơm quá không Thành? Thơm. Thơm quá chịu hết nổi rồi. Rồi em cá lóc vô kiến vô kiến vô kiến 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 rồi để đầu chú nhá đây kiến vô kiến chơi kiến chơi rồi nắng còn dùng cũng chín rồi cả nhà ơi giờ để chồng em ăn ăn được này. Đứa nhỏ cũng đợi lâu rồi
Ngâu quá vậy. Em vừa ăn vừa nướng luôn. Rồi. Mình vừa ăn vừa nướng luôn anh. Rồi rồi. Em mời các nhà dùng cá nướng gia đình của em. Bà mời cô chú dùng cá nướng. Bà mời cô chú dùng cá nướng. Cắt này nè. Cắt chanh ở đây nè, để em cắt chanh. Tụi con nặng ra tụi con ăn. Ơi. Cũng hay. Ăn với thịt cay. Ơi chú 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 cắt chanh. Nè, rồi lấy cái muối vô đây nè. Ăn hai miếng luôn nè. Rồi mẹ cô lấy. Rồi con ăn thịt, con lấy thịt. Đâu. Chanh nặng vô đi. Rồi, tới con. Tới đi. Tới đi. Chanh bỏ đâu? Rồi, tụi con xé đi, gửi thi ngại. Rồi. Rồi, chấm rồi, ăn trước. Ôi. Sao, hơn hai quên mà cay. À, thi ăn thịt nè, ăn cá. Ngon. Ngon quá trời. Quá là gì nhàn hức nữa nha. Rồi tới mẹ cái. Em mời cả nhà ăn thịt nướng với em nha. Thịt ngon quá mẹ. Ừ, ngon quá. Ừ, anh nướng nãy giờ anh cũng thấy ngon rồi nè. Úc cái trời Úc. Ngon quá ba. Ngon cười lắm. Ừ. Ngon vào tay à. Ngon người cha chạy vào tay cha không vậy? Đâu, cái này coi. Ừ, nhiều mốc ấy nữa ha, rồi. Thôi ăn cái này chiên. Tên hai nè, anh ba nè. Cảm giác sao? Quá lạ. Rồi, thôi đi. Làm miếng là đủ 5 người á. Rồi mẹ, gỡ thằng gỡ cá đầu tiên. Xôi kìa. Mẹ ăn 5 miếng là đủ hết trơn cái nhà luôn á. Nó thịt nó rồi riêng thôi. Để cho đây nó đã luôn. Đây quá đã, quá đã luôn thôi, còn quá ngon luôn ha. Cá mình bắt về mình trải nghiệm ra vườn mình nướng cá mình ăn, tự chế biến làm luôn, chính vàng quá trời luôn. Mày kéo đi nè. Hay là quá quên. Nè, có cá nè. Ừ. Nè đây. Cho đây là ăn cá mà. Con gỡ mắt hả? Con gỡ mắt hả? Cái này. Thịt rồi con. Nó có miếng mỡ cho nên. Mỡ trong sao đâu. Ngọt. Ngọt. Đâu kiến nướng chứ quả chiến. Tao má. Cá đầu kiến này sao con mất được con, nó khô gan à con ơi. Khô gan. Quá ngọt. Đây, cái lóc đây. Cá vườn thì. Đây là cá tiếng kìa. Còn này cá gột nữa đây. Cá, cá đầu kiến á, mình nướng á. Thịt nó ngọt, nó ngon quá anh. Không biết. Anh với mình. Không biết sao thịt nó vàng dữ không? Không phải đâu. Mình ớp thịt bịch thịt nướng á. Đồ nướng á, đồ nướng mình ớp vô là lúc nào mình nướng nó cũng ngon. Vàng. Vàng đúng không? Cái ớp dầu hào nữa. Thấy được không thấy? Ớp quá. Không ăn hả? Không ăn đây mẹ. Cái đâu, ăn cái đó đi. Ừ. Tính gì nhiều cho em. Nhiều quá nó mặn á. Chua, nhiều quá chua không? Nhiều quá mặn, nhiều quá chua. Nè, có ăn muối này đâu chua. Rồi. Chanh có nước. Nước, tùy cái nhỏ mà nước quá ha. Ừ. Nước không anh, thêm không anh? À. Con nặng hả? Nè. Cái nặng ấy lắm đi. Cái nhỏ giữa. Bỏ lại giỏi nuôi ngon. Bỏ đi. Thịt kia nè, chín ngọt. Quá ngọt. Cầm nướng cái này thịt nó ngọt nữa mày. Cá nướng ngon quá. Ừ. Tư á.
cái thịt cho con chấm. Cái này từ đây cho con chấm nha. Đã đi, chịu ăn cơm. Nó vừa đâu? Ngọt hấp thành. Coi. Được rồi, ngon quá chứ sao cái mình làm giống em nướng này nè, cứ mình mua rau sống rồi á, chứ bún rồi á nha, ra đây mình trải nghiệm nha. Ăn luôn cái này em mới gấp gà nóng quá ngon. Ăn cái lóc đi nha. Con chấm này chua lắm tại vì con không có chế đi. Rồi con mẹ có hút cho con miếng nha. Cá lục biển coi. Thôi, cá lục phi nữa. Nào hôm nay hút cho miếng chắc. Hôm nay không được á. Cá lắc không chắc được không? Không, cứ điện xương thôi con. Cá mà, dễ mà. Nước hả? Cay. Cay quá trời. Nước lọc nó nước muốn gì? Muốn cháu. Bà mẹ quái sai sai gì vậy? Tao có. Cái miếng thịt tao ăn giục đó. Nhớ lộn hả? Nước hả? Cháu có đậu nhé. Kiếm nhầm nhầm mấy em coi, dở cá lên đó. Muốn ra bỏ đi. Cái này mình cá thằng miếng xíu dữ rồi. Nó rồi nè. Ồ. Nè. Rồi thôi. Mẹ cứ cự con không. Rồi. Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi. Mẹ nó rồi. Ngọt. Cá cho nước chín ăn hết thì chà gấp thêm kia nữa còn kia. Cá ngon hả? Ừ, con ăn cái này nó thấy cá lóc mà con, cá lóc rồi. Là cá lóc đó. Cá. Ngọt. Ngọt mà thịt nó dẻo quá nữa. Nè, cá kìa, để chà gấp thêm kia. Cái này hả? Nè, cá lóc, không ăn cá lóc hả? Cá lóc này vậy nè. Cá bò con mà. Rồi, con ăn con mắt không mà. Mắt cho ăn con. Mắt ăn không có no đâu. Nó khô ghê nè. Ăn không có lượng luôn á, chứ không thôi. Dính rồi, quá là vàng. Nó nóng nha. Con không ăn. Hả? Nó có ăn gì có lấy ăn đi. Dính rồi, cá lồng kiến chín luôn rồi. Thành thì thích ăn cá lồng kiến nè hả? Thành thì thích ăn cá lóc. Không, nãy giờ tại con kiếm cá lóc mà nè, không có. Nè, cá lóc nè con. Nè, con cá lóc nè. Ừ, nó trồng muốn nước rồi. Quên là con nói là cá lại uống rồi nha, thôi trốn. Chai này là của cha. Cái kia của ai? Là chín cái đầu á. Quá dữ. Cá nước ngọt. Cá biến nè, chín cái rồi. Tại cái nãy thịt nước nó sôi luôn đó.
mà ấy quá thì nó khôn cá em. Mình đang cá nướng á con, cá nướng là thấy tay mình thấy ngọt con. Gỡ hay mày gỡ chứ, mày gỡ cho con nha. Nếu có nhà có xem cái clip này, thấy clip này hay cho em một like, một chia sẻ, nhận đăng ký cả nhà, ủng hộ gia đình em nha. Em có động lực làm những clip tiếp theo, làm những clip mình trải nghiệm ngoài vườn những món khác nha anh. Được ăn nữa hả con? Cái clip này hay cho cha mẹ con xin đăng ký. Chạy ngồi đó ra chẳng hỏi nữa. Nó có bụng mà nó ngồi nữa. Trời lọc con rồi, mẹ lọc đi. Đây. Nóng. Để chén con nè. Trời thôi vậy. Còn. Nói kỳ gì. Thế con còn á. Mẹ đưa con. Uống nước thôi rồi. Mẹ lấy, mẹ lấy, mẹ lấy, mẹ lấy, không đi mẹ mở mày có hấp nước mà mở mà nè em nè để cấm chanh nhá lắp chim luôn hả. Được không con, được không con, đấy không được hả, để mẹ mày đem hút cho con nha, để mẹ cho con uống nước cái rồi mẹ còn đem hút cho con uống đi. Để mẹ ăn cá với cha lọc cho mẹ kìa. Chắc ngon lắm nè. Chắc ngon lắm á. Chắc ngọt lắm. Cá này ăn chắc ngọt lắm nè. Chưa ăn thấy ngọt rồi. Cá quá ngon luôn rồi Thắng ơi. Thấy chưa con? Dạ. Ủa mày lớp cá hả con, nghe thành máu quá ngon. Nè. Nó lọc lên nè. Nè. Hả? Dính kiến cái gì ơi? Ừ. Bụi. Đầu nè. Không cái nè, da. Đó. Con đây hả? Dính chanh nữa kìa. Hết hả? Còn á. Còn trái nữa kìa. Còn trái nữa. Mà chanh nó không được ngon trái. Chua đúng không? Cái chanh này nó không có được to không? Hình hình nặng chứ. Dạ, Thắng lấy giấy không con? Dạ thôi. Con lấy giấy này. Lấy giấy ra hai hả? Ủa này nói gì vậy? Cái lóc hả? Lóc. Lấy giấy ra nó kìa. Vậy này, cái lóc chùi cho đó. Không có. Thắng ra, anh ơi. Rồi, cảm ơn gái nha. Rồi, lấy cho anh hai hay gì? Hai ơi. Này. Hả? Em đưa giấy giờ lấy đi. Rồi được rồi, được rồi, đủ rồi. Nè con ăn cá tiếp đi. Hết rồi. Rồi hết rồi, nè. Vâng. Còn nhưng mà anh hai có, cha có rồi. Nè, con ăn nữa nào. Con ăn cái hành nha. Ừ. Ba không? Đâu? Nửa hoài. Hết chưa? Nửa hoài chưa được ăn hết chưa? Hết hoài hả con? Mẹ lấy cho mẹ đi. Ngon quá, lấy vét cái đầu còn không? Ừ. Rồi con ăn cá đi. Mẹ hết rồi. Mẹ hết rồi. Mẹ này con ăn đi. Công nhân thật cực kỳ ngọt kìa. Không nghe tiếng cũng dễ rồi, gỡ nha. Gỡ cái lá tay đi, lá tay con có hả? Rồi lá tay lên. Dạ.
nước hả? Uống nước hả? Con nè. Ủa mày. Mẹ. Sao cái mình mua thịt đồ em nướng thịt nướng em cái mình mua bánh hỏi rồi đó ra đây mình trải nghiệm mùi vườn nướng mình ăn nè nướng hết rồi đã có ăn đi mình nướng cái gì hả cái đầu khác mình nướng nãy giờ kết thúc luôn rồi. Giờ kết thúc nói rồi hai đứa nói rồi. Thắng rồi. Clip này hay. Để tay chú. Mà có chú ấy này cho chơi ông lai đứng ký. Ủng hộ cho con cái động lực hơn. Chụp cái miệng đó. Để đi nướng mà. Cái clip này hay cho cha mẹ con một like đăng ký chia sẻ. Thầy nó lớn nữa. Ông bà của chú thấy clip này hay. Ông bà của chú thấy clip này hay cho cha mẹ con một like đăng ký chia sẻ. Nè. Để có động lực. Để có động lực làm những gì tiếp theo. Rồi. Để cái nhà video tiếp theo. Bye. Bye.